Vâng, những đôi loa, những bộ combo karaoke mà để chúng ta chơi dịp Tết hiện nay thì bên em hôm nay giới thiệu đến các bác và anh em một trong những mẫu loa thùng Pop 30 rất là hot và rất là đặc biệt của dòng JBL, model là G2000. Vâng, đây là bản G2000 Gold Limited, bản đời đầu. Khi mà ra thị trường thì được đánh giá rất là cao về chất âm cũng như kiểu dáng cách thiết kế, và sở hữu rất là nhiều loa trên một thùng để cho các giải nó rất là chi tiết và tách bạch. Đặc biệt là cái sự sống động của nó tồn tại trên đôi loa này cực kỳ là cao, nghe rất sống động và trung thực. Vâng, với bộ cấu hình karaoke mà bên em cũng giới thiệu đến các bác và anh em để thời gian này là thời gian chúng ta mua sắm Tết và chọn cho mình những bộ cấu hình karaoke chơi Tết. Em đang kết hợp với một con đẩy liền vang DSX7 cao cấp của WeWood. Thì con đẩy liền vang DSX7 này hiện tại đang dẫn đầu về cái công nghệ xử lý nhạc nguồn vào, như được tích hợp đầu giải mã DSX7 và tích hợp chế độ loudness, chế độ lồng tiếng cao nhất trên những dòng âm ly trước đây. Dòng âm ly cổ mà có chế độ loudness là những dòng loa nghe nhạc high end rất là cao thì đã được tích hợp trên con đẩy liền vang DSX7, và con này chống hú tự động và echo reverb rất là ngọt ngào. Thời gian vừa qua bên em đi rất là nhiều. Với giá của con đẩy liền vang X7 hiện tại đang có giá là 7 triệu, và bên em đang phối ghép với một đôi loa JBL G2000 bản Gold Limited màu đen và có những cái bo viền màu vàng sợ để nó bao bọc những cái bát ở phía mặt trước rất là đẹp và nổi. Cách thiết kế cũng khá là hiện đại và bắt mắt, dễ trưng bày và phối ghép với tất cả những thiết bị đẩy liền vang, hay là chúng ta có âm ly, chúng ta mua một đôi loa JBL G2000 thôi là nó đã có thể chơi hoạt động rất là tốt và rất là hay, và đặc biệt là độ nhạc nó rất là tươi. Với đôi loa JBL G2000 bản Gold Limited này thì công suất nó dao động từ 350 đến 500W thì cũng khá là lớn để chúng ta có thể chơi nhạc mạnh hay là nhạc vàng hay là hát karaoke. Vì đây là dòng loa thế hệ mới của JBL, vì thế được tích hợp hát karaoke rất là ngọt ngào. Bên em cũng có rất là nhiều video hát để chúng ta cũng có thể trải nghiệm cũng như lắng nghe. Và với cấu hình đôi loa JBL G2000 hiện tại đang có giá là 6 triệu và một bộ cấu hình karaoke mà bên em đang phối ghép tổng 13 triệu. Và bên em tặng cho các bác và anh em một cái mic có dây, một bộ mic không dây, một bộ mic không dây cao cấp và đi kèm hai tay mic và những bộ đèn led rất là đẹp. Thì với cấu hình như thế này thì các bác và anh em đã khá là quen thuộc trên kênh của công ty bên em rồi, hỗ trợ lắp đặt tại nhà trong vòng bán kính 60 km, và ngoài 60 km các bác có thể tính hỗ trợ phí thêm như tính tiền taxi đó. Và các bạn thấy các bạn rất là cổ điển, nhưng rất cổ điển và cũng khá là hiện đại. Bên em về hôm nay rất là nhiều những mẫu loa JBL G2000 bản Gold Limited. Thiết kế thì các bác và anh em thấy trưng bày rất là dễ dàng, và đặc biệt là có những cái gia đình chúng ta có những cái kệ màu vàng hay là màu vân gỗ nâu thì kết hợp với cái đôi loa JBL G2000 này cực kỳ là hay. Sở hữu 5 loa trên một thùng cho các giải nó từ bát thấp, bát trung, bát cao hay là trung trầm, trung cao hay là những chép, hay là giải siêu chép thì con loa này tái tạo rất là tốt. Với con đẩy liền vang DSX7 thì chúng ta cũng có thể kết nối được thêm một đôi loa nữa, như ví dụ thêm một đôi loa JBL G2000, hoặc chúng ta có một đôi loa cỗ ở nhà mà chúng ta có thể phối ghép vào được, vì đây là có 4 đường ra công suất khá là lớn. Thì đó là chi tiết về đôi loa JBL G2000 các bác thấy không ạ? Một bên thì được sở hữu một ê căng lưới rất là mềm mại và vẫn có thể quan sát được cái phía mặt bát bên trong, nhìn rất là cũng khá là gấu. Đó, một bên em đã bỏ ra và chúng ta có thể quan sát được tận mắt những cái bát, những cái chép, những cái chung của hãng JBL. Đấy các bác không ạ? Về rất là nhiều. Và các bác nào mà muốn lấy cho mình những cấu hình như thế này 13 triệu thì hãy liên hệ cho bên em theo 2 số là trên video. Và công ty bên em nằm ở 133 phố Trường Lâm Long, Hà Nội. Chúng ta cũng có thể đến lắng nghe cũng như trải nghiệm. Và bây giờ em đi test một đoạn nhạc để chúng ta cũng có thể so sánh cũng như trải nghiệm cái chất âm thực tế nhất. Để mà nghe được chất âm tốt nhất thì chúng ta nên vui lòng đeo tai nghe để cảm nhận thực tế. Đó, bây giờ chúng ta cùng xin mời. Tết với các loa trong nhà dưới phố, Tết là Tết là Tết, cho người xa về đây sân bay. Tết là Tết là Tết, con trong bà quay quần bên nhau. Tết là Tết, Tết vừa đến đây xin mãi nhầm nhà. Tết là Tết, Tết vừa kết quả
trong nhà rồi phố. Tết 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 là Tết là Tết, cho người xa về đây xung vầy. Tết 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 là Tết là Tết, con cháu bà quay quần bên nhau. Cho đàn chiếc thơ cùng quê áo ơi, cho những người lớn ngày xì trẻ con. Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau, chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho đàn chiếc thơ cùng quê áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con. Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến.